Ông bầu nhớ cái đợt mà con có bầu không? Rồi. Cái đợt mà cái bụng con chị Ninh đó nhớ không? Hồi năm 2023 đúng không? Đúng rồi. Ừ. Xong rồi cái mẹ con hát rồi cái con ngồi con minh họa, con ngồi con ăn me, mẹ con nước nước miếng. Em biết bà con có nhớ không ha? Ông bà nhớ không ạ? Ngôi sao miệt vườn cái đợt mà con có bầu, xong rồi mẹ con ra hát, con ngồi con ăn me nhớ không ạ? Vậy bây giờ á con kêu mẹ con ra hát nha, chứ con bớt hát lại. Đó, rồi, thôi con kêu mẹ mày ra hát. Dạ con hát dở rồi, để mẹ con hát đi. Trời ơi cảm ơn ban nhạc nha, nãy từng từng một cái muốn xỉu. Mẹ nhường sân khấu cho hai mẹ con nha. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ ơi, bữa nay mẹ hát bài gì vậy mẹ? Mà hát bài mới. Bài mới hả? Mà sao mẹ run vậy? Nhưng mà nó chưa có thuộc cái này với đây, nó giả đông quá mẹ. Đông hơn đợt trước ngôi sao miệt vườn đúng không mẹ? Đông. Nhưng mà mẹ mẹ run không? Run chứ. Mẹ lo không? Lo đúng không? Rồi ok. Không dám hát bài mới bao giờ, hát cái bài cũ vậy. Dạ mẹ hát bài gì cũng được, miễn mẹ hát, đừng để con hát là được. Dạ nhưng mà bây giờ nè mẹ, nếu mà mẹ run, mẹ sợ thì một hồi con minh họa cho mẹ nữa, mẹ chịu không? Mẹ yên tâm đi. Ngày hôm nay con sẽ có một cái chiêu này, đảm bảo là bà con sẽ chú ý vô con. Nhưng mà bà con không nhìn mẹ để mẹ khỏi sợ, ok chưa? Ok không mẹ? Sao mẹ lo quá? Mẹ khỏi lo, một hồi nữa bà con là coi như là tập trung nhìn vô con thôi, là mẹ sẽ không bị rung nữa, mẹ chịu không? Rồi, rồi. Rồi ok, mẹ hát đi, con ra liền. Vậy giờ gái tụi nó làm xe quá quá. Bây giờ thì xin hát ca bài tiếng chạy cũng sắp bo nữa nha. Oh,
Con có bầu, con ăn mẹ không nói bây giờ. Không có bầu mà lên cũng đem mẹ nhèo nữa. Trời ơi, con gái tôi thì bó tay luôn. Sao mẹ biết con có bầu vậy? Hả? Sao mẹ biết con có bầu? Đâu có á. Nè. Sát dơ rồi. Nè. Bó tay luôn. Mẹ hát rồi, mẹ ăn cháy mẹ. Ngọt ngay à. Con tặng cho con ừ, hả? Ừ, lắm. Ôm cái coi. Hồi nãy giờ từ đầu bây giờ có người tặng hoa. Không, con không. Xúc động lắm nè. Không, nhưng mà cái khúc hát không tặng khúc người ăn. Ừ, khách ăn xài rồi được tặng 50 ngàn ghê chưa? Quá trời rồi, mai mốt cắt lên sao cháu ngồi ăn hoài quá. Chứ ăn ngồi ăn không có tiền nữa. Không, mai mốt nhiều khi để anh chị nghệ sĩ cái lương đi hát, nhiều khi mời em theo, con theo để ngồi ăn me với ăn xoài á, hai đứa luôn nha. Dạ. Ờ. Mà thấy không? Nó không có phá ai hết trơn, phá mẹ nó không à? Không có mẹ không à? Ai biểu mẹ hát hay mà mẹ hát hay mà mẹ đẻ ra con hát giữa ẹt rồi. Ai biết giống gì, ai biết đâu. Giống hàng xóm. À, cô bữa mai cô chào bà con bác đi, cô giới thiệu cô mình xíu nè. Bữa nay trở lại hội quán ngôi sao Miệt Vườn rồi. Sao mùa 1 tập 1 đúng không cô? Hôm mùa 1 tập 1 thì tôi có tham gia. Nhưng mà bữa nay cũng lâu quá, cái nay lên cũng rung, bà con cũng không chán. Dạ không, mà con thấy mẹ hát rất là hay luôn, cho nên là hai cái bông hoa này con tặng luôn cho mẹ. Mẹ dạ. Mẹ cho con hỏi một câu được không? Tại làm sao mà tụi con có thể ăn me trước mặt mẹ đây? Con nói chuyện với con không chảy miếng, mà mẹ hát mà không chảy miếng là cái gì? Ở đây mẹ hát cái nước nói... xuống chứ. À nước xuống hả? Nước xuống. À nước xuống nhiều á. Không, mẹ quen rồi. Mẹ quen rồi, tại hồi đó. Hồi đó mà làm người ta hát mẹ cũng ngồi mẹ ăn vậy đó. Hồi đó có nhỏ con báo y chang vậy đó. À. Trời ơi, mà hồi đó là ăn me, mà tội me mà me non nó còn chua hơn vậy nữa. Dạ. Mà mẹ vẫn hát luôn. Vừa dạ. Hát rồi mà cái cổ nuốt nước miếng thiệt nha. Ủa. Dạ rồi, thôi giờ dẫn mẹ xuống để ăn hết lỗ me đi, hết lỗ xoài đó rồi cho mẹ về nha. Dạ, mẹ hát có bầu rồi, mẹ ơi, mẹ ngon đi mẹ. Mẹ nói mẹ dạ. Có bầu cái gì kìa, mẹ muốn ăn. Phải. Không biết cái tôi có bầu nữa không, mà nó dạ. Ăn me dữ vậy không biết. Dạ. Dạ, có nữa rồi ạ. Có nữa hả? Dạ. Trời ơi, luôn sao nói cơm. Dạ, cảm ơn cô bướm nhiều ạ. Dạ rồi, cảm ơn mẹ rồi, con xuống nha. Dạ, bà con cô bác thân mến, thì trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thì bà con bác xem từ mùa 1 cho tới 12, mỗi mùa thì 13 tập, thì có rất nhiều quý bà con bác hát rất ấn tượng. Giọng hát của cô bướm thì cũng rất là ấn tượng đúng không ạ? Hôm nay là mình trong từ đầu chương trình giờ mình muốn gặp gỡ lại rất là nhiều thí sinh, và ở trong các tuần tiếp theo thì cũng sẽ xuất hiện các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mà quý bà con cô bác yêu.